mê ca hát từ nhỏ. Nhưng mà sau đó là cái xuất phát điểm là em thi lộn trường. Ủa gì vậy? Là em ngủ gật rồi rồi em tới trường em đi qua lộn thì sao? Lúc đầu là em định làm em đăng ký vô trường sẽ có điện ảnh. Ok. Cái em nói má em là má ơi đăng ký cho con vô trường sẽ có điện ảnh nha, con gì cũng được được lắm, môn văn con cũng ổn ổn. Em thi mà em bét bảng thì em cũng tự tin môn văn của em lắm. Em nhớ hồi đó em thi được 3 mấy điểm á. Em viết đến 3.5 nhưng mà lạc đề. Bởi vì đi lộ rồi đúng không? Dạ đúng rồi, thì cuối cùng là em là vé vớt. Tức là em thêm 1 năm khiếu vé vớt. Về hát thì vô trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Và dính cái gắn bó với nghề tới bây giờ luôn. Mà em bắt đầu em cảm thấy là ủa, em cũng hơi nản bởi vì là có lẽ là do là sở đoản của mình, lúc đó em nghĩ là sở đoản của mình. Nên khi mình bước chân một cái nghề mà mình không có quen á thì trước sau thì mình cũng thất bại thôi. Nhưng mà sau đó thì em gặp được những người anh đi trước. Thì em nhớ hoài là giống như là anh Xìn nè, anh Chiến Thành nè, anh Nghĩa nè. Rồi đây là anh Trường Giang, mấy anh đi trước á, anh Quyền Linh nữa. Cứ dạy em mỗi người một ít. Mà em cũng rất bất ngờ bởi vì là cái nghề MC á là một cái nghề mà nó rất là nhiều kỹ năng. Hơn rất nhiều so với là nghề ca sĩ luôn. Đúng. Nên em thấy là mấy anh dạy mình thì mình không có lý gì mình từ bỏ hết. Nhưng mà dạy là em cấp sách tới nhà người ta học dạ hay là dạy qua điện thoại em? Tại vì mấy anh thấy em lúc mà feedback trên mạng của khán giả là bị chê quá. Thì mấy anh nói là thấy nhỏ nó cũng cố gắng mà chưa có được cái người chỉ dẫn á. Nên họ mấy anh đó là gọi điện thoại trực tiếp cho em luôn. Tức là nói thẳng với em là hiện tại là em đang bị dẫn chương trình như thế này. Cách nói chuyện của em là đang bị nhanh quá. Em bị khó chịu quá. Đó. Gọi là tắt lại đúng bị quạo đó. Đúng rồi, bị quạo quá. Đúng rồi, cái em học từ từ cái bọn anh một ít. Rồi em cứ đứng trước gương nói chuyện hoài. Rồi mời cái coi rất nhiều những show khác. Coi mấy anh dẫn như thế nào. Rồi coi cách ảnh tương tác khán giả ra sao. Rồi học cái mỗi người một ít của mình lấy làm vốn cho mình. Đó, nên sau này kể cả bây giờ em điểm bất ơn tức là rất là nhiều những người thầy của em. Chị rất là sống ảo em. Hồi xưa là em cũng sống giống trong hơi thế giới của em giống chị vậy đó. Em soi gương thấy ồ không độ quá trời. Đúng, mình từ khen đúng không? Sao mày kiếm em cũng gọi là tút tát giống chị đó. Cũng đúng kéo mặt em lên nhà. Rồi V-Line, rồi Như Hàng, rồi các kiểu. Trời ơi, idol K-pop là đây chứ đâu. Đúng rồi. Sao mà má em nữa. Ê, mày ốm quá rồi con. Ăn vô. Mày vậy này bỏ ăn lắm, ăn vô con. Cái đó mẹ, con thấy con hơi tròn á. Không sao, khùng á. Mày nhìn mấy anh chị em mày, ăn vô con đó. Mà má em thì nấu những cái món đồ rất bén cơm. Mắm kho, mắm chưng, rồi mấy cái món em thích nữa. Má mà, em cứ quất vô vậy đó. Trong một ngày nọ em lên hình một show truyền hình. Đó, thích trên hài đó. Cái nó ủa, phải tôi không ta? Mà đó em cắt ống ngắn đó chị, em chưa ngu, cắt ống ngắn sát 3 phân vậy nè. Cái em nhìn, trời cổ tôi đâu? Mình đoán cho tên camera đúng không? Có mấy hại mình đâu đúng không? Cái góc này là góc chết của em. Trời ơi, ông quay góc nghiêng này chị. Trời ơi, mà rất mập. Xong rồi sau đó em vẫn từ chữ ngang. Không phải, cái này do góc camera quay sao? Đúng đó, đó đó. Mình hay tưởng tượng camera rồi photo dạ, đặt rồi. Sai, đặt sai. Sau đó một ngày nọ em quay hình một cái show khác nữa, Running Man. Ok. Show đó không dàn dựng được chị. Tức là có nhiều hình là chị có phồi ra mở hay là có lồi ra cái ngấm thì nó lên hình. Mà nó còn nhân đôi đó chị. Đúng. Đó, mà một ngày nọ mượn áo vô cái áo mà dưới hồ bơi á. Trời ơi, cái bụng em nó qua mặt em nhìn nè. Mà em đâu biết, em chơi hăng sai quá. Rồi nằm xuống bẹp một cái sình bụng lên vậy nè. Y như cái là hát gì. Cái em đó, xong rồi em quyết định là trời ơi, mình mà không cải thiện là mình sẽ mất nghề. Rồi, em đặt quyết tâm từ đó tới nay luôn là được khoảng tầm 3 năm. Em quyết tâm em giảm luôn, xong rồi có một cái đợt kinh khủng nhất là em giảm từ 72kg xuống 59kg. Dữ vậy? Cho vòng 1 tháng bởi vì... Một tháng hả? Tại cái bộ phim đó là bắt buộc em phải giả gái. Thì lúc đó ai cũng nhìn em, tới đó em chơi đá gì. Tới đó, ôi, thằng này chơi đồ chắc luôn. Tại vì mà khóc quá hả? Đúng rồi, em ốm mà khóc vô như nè, khóc xương vô luôn. Cái trời ơi, chết rồi, chắc là nó chết rồi, buồn quá, nó dạ, làm gì đó. Chơi đồ, chơi đá, rất nhiều lời đồn thổi, em chơi đá. Cái mà đấu đó mình đâu có phân minh được chị. Tại vì trong hợp đồng phim là không được tiết lộ vai diễn của mình. Ok. Thì mình cứ trời ơi, chết rồi. Cũng stress thời gian, cái đó là cũng không cách nào để mà giải quyết cái câu chuyện là bị đồn thổi chơi đồ vậy được. Cái thôi, cứ làm tốt ra trò mình đã. Thì sau này minh oan cho em là ngay bộ phim giải gái thì em mới được minh oan là mình không có sử dụng chất kích thích. Mà lúc đó là em sử dụng chế độ ăn rất là gọi là giống như của vận động viên vậy đó. Tức là khi mà em tập cường độ là từ 3 tiếng một ngày, từ boxing, kick, rồi sau đó em xuống tập tạ, chạy bộ và hạn chế ăn tất cả những gì có dầu luôn. Tức là mọi thứ đều luộc.
luộc hấp luộc. Nhưng mà vậy stress không? Dạ stress. Stress em, chị cũng hơi ngờ vực một chút nha. Dạ. Vì ngồi cạnh em chị thấy em trẻ quá nên là chị đang không hình dung ra tại sao em lại thành công trong kinh doanh. Tại vì chị thấy là em có mở clinic ha, rồi kem, rồi cà phê, đúng không? rồi đó là em điều hành hay sao? À, dạ không, em là giống như là người sáng tạo ra cái chủ đương hiệu đó thôi. Tức là em sẽ không có rành về cái vấn đề là mình phải tính tiền. Tức là khi làm bất kỳ công việc kinh doanh gì thì em là người vẽ ý tưởng nhiều hơn. Tức là em sẽ vẽ ý tưởng và cho nó biết là nó nên khởi đầu từ cái gì. Và ví dụ là trong chiến lược đó để mà tiếp cận sản phẩm với khách hàng thì mình cần làm điều gì. Nhưng mà thật ra quan trọng, cái người leader cũng rất là quan trọng. Dạ. Ví dụ như là em không có năng lực và em không có cái tầm nhìn thì em nói ở dưới đâu có nghe. Dạ. Thậm chí rằng là cái người mà đứng đầu á, họ phải cần có một cái kiến thức kinh nghiệm rất là nhiều, gọi là tổng hợp á. Em không cần kiến thức chuyên môn về tài chính, pháp lý, kinh tế, marketing, nhưng em cần phải có hết những cái điều đó thì khi em nói người ta mới nghe và khi người ta làm với em người ta mới nể. Dạ. Đúng không? Vậy thì em học những cái kinh nghiệm đó từ đâu, bởi vì chị thấy rằng cái chuỗi kinh doanh của em rất là thành công. Em nghĩ đơn giản thôi, bởi vì là em từng trải qua hết tất cả những cái gì mình làm rồi. Cái điều mà khách hàng sợ nhất là cái gì thì em hạn chế hết tất cả những điều đó luôn. Và bên cà phê cũng vậy, nước uống cũng vậy, là khi em uống tất cả những loại nước, tại sao em lại nghĩ là người Việt mình có thể uống những cái nước pha rất là nhiều những hóa chất như vậy mà họ không hề biết. Thì đối với em thì lúc nào cũng sẽ nghĩ đến những cái điều mà mình từng trải qua rồi, giờ mình sẽ làm vào những cơ sở kinh doanh của mình. Thì đó là cái điều em nghĩ đơn giản nhất thôi. Khán giả và khách hàng của mình, họ cảm thấy đau đớn cái gì, họ cảm thấy dở cái gì, hoặc là cái gì có hại của họ, thì hạn chế tất cả những điều đó vào những cơ sở của mình. Thì đó là cái điều mà em lắng nghe. Nhưng mà em vẽ ra một cái ý tưởng gì đó mà bắt đầu nó bay quá là mấy anh kéo. Dạ mấy anh kéo xuống luôn. Em ngân sách như đây. Em làm như vậy trong vòng 4 tháng nữa em chỉ có lỗ và thua thôi. Đó thì những cái trực tình không được. Thì đó em phải có những người bạn như vậy kìm hãm cái sự bay bổng của mình lại. Bởi vì em nào cũng muốn là cái đồ ăn nước uống mình nó phải được thật là đã mắt và nó phải ngon và những nguyên liệu làm nó phải là thượng hạng đó chị. Mà làm kiểu đó thì chừng nào mới có lời. Nên vì thế là những anh chị đó, những người sẽ kéo em lại. Nhưng mà em cũng sẽ có một cái con đường riêng của em, là những cái món nó phải rất là tốt cho sức khỏe người dùng. Và đặc biệt là nó không có gây những cái tác hại về sau. Bởi vì là em thấy rất là nhiều người bạn của em từng thưởng thức những cái món mà nó pha màu, và sau này thì cái tác hại của nó về sau nó cực kỳ kinh khủng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể luôn. Nên vì thế là khi em dùng cà phê hoặc là em dùng về nước trái cây thì em mong muốn là nó lúc nào cũng phải thật là sạch. Đó là những điều em làm. Thì đặt cái tâm mình vào sản phẩm đó thì khách hàng họ thưởng thức nó, nhà sẽ quay lại với mình. Thì nếu mà em bán giá rẻ thì vẫn được, em bán về cà phê trộn vẫn được. Là em bán xong là coi như là em đi luôn. Em đi luôn. Dạ. Còn mà nếu mà giờ em bán cái giá thì chị thấy cái giá thì rất là rẻ, phù hợp. Nhưng mà em đưa vô cái chất lượng quá cao là coi như em cũng đi luôn vì em quá lỗ rồi đó. Dạ đó. Nhưng mà cái cách bực của em là gì? Giống như mình giải phóng cách bực, giống như cái thể hiện bực gì? Thế như chị mà bực là, trời chị bực là cái em thấy mắt chị to không? Mà chị bực cái là chị trợn lên luôn. Dạ. Em quạo, chị quạo là chị trợn mắt, chị long long lên luôn á. Dạ. Còn em thì sao? Em bực thì em sẽ im lặng. Dạ. Em ra không gian khác. Ồ, vậy dạ. Em đầm tính đó. Cái đó là đầm chứ không quạo. Nhưng mà em chú lên trong lòng em đang gọi là một trái bơm chứ bị nổ cái gì. Dạ em biết là khi mà em nổ trái bơm ra thì cái cuộc nói chuyện hoặc là cái công việc nó sẽ rất là căng thẳng. Và tự nhiên cái mình không kiểm soát được. Ví dụ là mình nói một cái câu gì đó thôi, trong thời điểm đó mình cảm thấy mình thoải mái cái miệng của mình, mình cảm thấy thoải mái cái lòng mình. Nhưng mà sau này cái đó ảnh hưởng rất là nhiều đến mối quan hệ này. Về sau họ sẽ nhớ hoài câu đó. Nên em nghĩ là thôi, bực thì tốt nhất là không nên nói, đợi bình tĩnh lại rồi sau đó nói chuyện lại từ đầu.